Rồi để quay chút xíu đi, để sắp quay. Bữa nay sáng mới có 7 giờ mà trời nắng đẹp rồi. Sẵn tiện mình test cái máy quay luôn. Mình đang test cái con GoPro 8 là đang đeo trên cổ nè. Mình mới mua chiếc xe đạp. Mấy bữa nay sáng nào cũng ra chạy hết á. Alo. Không có xài em ơi. Sao tự động như đây hết đường. Để coi có đường vòng. Đó. Cuối cái khu dân cư là cái bờ kênh. Mà không biết là cái camera có nhìn thấy được không. Nhiều khi cái góc này mình không thấy được. Cho lạp xưởng nè. Ui, ra rồi. Hiện tại thì không khí rất là trong lành mát mẻ nha các bạn. Cái quán ngao coffee này mới ra mà không biết là mở chưa. Giờ này nắng quá không biết ra ngoài kia ngồi thì nó nắng quá. Nắng nó kéo lên. Ở đây thì đường nó không có dằn đâu, nhưng mà chạy thì chạy xe đạp thì nó có cái độ rung. Chạy một vòng như con kia. Ở đây thì chắc nhận nhà khoảng tầm mới có 20% thôi. Còn thưa thớt á. Nó đang có gió. Để coi cái GoPro nó thu vô sao. Còn ốc sên đang đi qua đường. Kim cho nào mất mất rồi đây. Không cho nó mát ra đây. Vệ sinh.